Mỹ đang chế tạo loại tên lửa gì mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu phải biến sắc? Lầu Năm Góc dự kiến đến cuối thập niên này sẽ tiếp nhận tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM phóng riêng mới. Vào năm 2017, gói thầu này đã được công bố. Hai công ty là Boeing và Northrop Grumman đã nộp đơn tham gia. Tuy nhiên, công ty Boeing vội vàng bỏ cuộc khi tuyên bố họ không đồng tình với các điều khoản của gói thầu. Vì thế mà ứng cử viên duy nhất giành được khoản tiền 85 tỷ đô la Mỹ cho dự án khổng lồ này chỉ còn lại công ty Northrop Grumman. Đối với Mỹ, dự án này mang tính cấp bách cao bởi vì các tên lửa Minuteman III phóng từ giếng hiện đang có trong biên chế của quân đội Mỹ đã được công ty Boeing bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ giai đoạn đầu của thời đại vũ trụ năm 1965. Chúng bắt đầu được lắp đặt tại các giếng phóng ở căn cứ không quân Malmstrom của Montana, Francis Warren và Minot của Bắc Dakota vào năm 1970. Đến thời điểm hiện nay, cấu phần trên bộ của lực lượng răn đe hạt nhân Mỹ có khoảng hơn 400 quả tên lửa dạng này. Mặc dù được nâng cấp định kỳ, chủ yếu tập trung vào việc kéo dài tuổi thọ, nhưng những tên lửa này đã lỗi thời từ rất lâu. Có thông tin cho biết Northrop Grumman sẽ nhận 13 tỷ đô la Mỹ để tiếp tục công tác nghiên cứu và thí nghiệm và bắt đầu công tác thiết kế thử nghiệm đến năm 2025. Sau đó, các khoản đầu tư sẽ ít dần đi. Còn trong nửa cuối của thập niên 20, số tiền để mua các tên lửa sẽ bắt đầu được chuyển từng phần. Không có thông tin về số lượng tên lửa mà Lầu Năm Góc dự kiến đặt hàng. Nếu số lượng tương đương với Minuteman 3 khoảng 400 quả, thì mỗi quả tên lửa tương lai dự kiến có giá vào khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Mức giá thấp hơn nhiều so với chiếc máy bay ném bom B-2 do Northrop Grumman sản xuất mà Lầu Năm Góc phải bỏ ra hơn 2 tỷ đô la Mỹ để mua. Tên lửa mới được đánh giá sẽ phải hoàn thiện hơn Minuteman 3 nhờ việc sử dụng linh kiện thế hệ mới, nhiên liệu hỗn hợp hiệu quả hơn. Độ chính xác của nó sẽ tăng lên nhờ sử dụng thiết bị căn chỉnh bằng tín hiệu GPS. Nhưng vấn đề ở chỗ, nó sẽ hoàn thiện tới mức nào? Quãng chủ động của quỹ đạo bay của tên lửa có được rút ngắn hay không? Nghĩa là đoạn đường bay khi các động cơ tên lửa hoạt động, thời điểm quả tên lửa dễ bị đánh chặn nhất. Điều này không có ở tên lửa đạn đạo liên lục địa hoàn thiện nhất là Trident 2 của Mỹ. Còn đầu đạn phải có khả năng bay lượn, bởi vì hiện nay người Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm tàu lượn siêu thanh cơ động. Thực tế rất khó đánh chặn đầu đạn kiểu này. Nga chỉ còn biết hy vọng vào những tính năng chưa được hé lộ của hai tên lửa chống đạn đạo trên hệ thống tên lửa phòng không S-500 để có thể làm được điều đó. Thêm một kỳ vọng lớn được đặt vào hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Nudon của Nga mà hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy vậy, xét tới các ưu thế về năng lượng, tên lửa tương lai của Mỹ khó có thể tiệm cận được quả tên lửa nhiên liệu lỏng SAMAT với khả năng thực hiện các cuộc tấn công từ ngoài quỹ đạo. Bằng nhiên liệu rắn thì khó có thể đạt được những khả năng này. Ngoài ra thì căn cứ vào giá thành, dự kiến tên lửa đạn đạo liên lục địa tương lai của Mỹ sẽ không phải là siêu trọng.